Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Lý Việt Camera của mình. Thì như các bạn, nếu mà các bạn đi vào cái CoreChain nha, của cái app Core các bạn sẽ thấy họ thông báo nè. Cách đây khoảng 2 ngày á, thì có thông báo là bạn có biết quá trình khai thác Core app sẽ kết thúc sau 78 ngày tới. Vì tất cả chúng ta đều dự đoán bản cập nhật chính thức từ nhóm huyền thoại A+CoreDAO-ORG của chúng tôi liên quan đến Managed Cloud. Cách chắc chắn để kiếm Core là thông qua khai thác ứng dụng, các công cụ khai thác mới, đăng ký tải xuống KIC bắt đầu khai thác trên Android. Đó, có nghĩa là gì các bạn? Có nghĩa là còn khoảng 76 ngày nữa các bạn. Bởi vì cái tin này cách đây 2 ngày rồi thì chúng ta chỉ được khai thác Core thôi, không còn khai thác được nữa. Cho nên là các bạn hãy tranh thủ mà cài cái app Core này vào mà đào các bạn. Nó rất là quý hiếm nha, bởi vì cái cuộc khảo sát hôm trước á thì giá đồng thuận á các bạn, tức là giá khảo sát là ít nhất là 50 đô và cái việc khảo sát là giá cao nhất là 1.000 đô trở lên các bạn, rất là khủng khiếp. Đó, cho nên là các bạn không đào co thì thật sự là quá uổng các bạn. Các bạn chỉ biết copy thôi thì rất uổng nha. Cho nên là từ bây giờ các bạn hãy đào thêm co. Thì hôm nay mình làm cái video các bạn, mình sẽ cung cấp cho các bạn một số cái thẻ băm ha. Thẻ băm và thẻ tặng để các bạn có thể tăng tốc độ băm nữa các bạn. Bởi vì trên cái app Core này mà nếu các bạn không có tăng cái lượng băm này lên nè, tức là băm của tôi các bạn, nó không có tăng lên á thì các bạn đào rất chậm nha. Cho nên là các bạn hãy tìm cách tăng cái băm lên. Thì quan trọng nhất là hai cái thẻ này các bạn, thẻ băm và thẻ tặng này nè. Đó, thì bây giờ mình sẽ nói về cái thẻ băm nha. Cái thẻ băm nè các bạn, bây giờ ở đây mình sẽ có khoảng 3 cái thẻ băm ha. Và mình sẽ bấm đề nghị. Sau đó mình bấm vào cái 5 người nha, các bạn không làm giống như mình. Rồi sau đó mình bấm đề nghị. Được chưa các bạn? Sau đó các bạn mình sẽ chép cái sao chép cái mã băm này. Mình để ở trong mô tả video hoặc bình luận đầu tiên nha. Sau đó các bạn nè, riêng các bạn thấy cái mã này, các bạn hãy bấm vào cái chữ tham gia. Nếu như các bạn là người đào solo, các bạn bấm vào chữ tham gia. Rồi các bạn sẽ điền cái mã mà mình để trong mô tả video hoặc bình luận đầu tiên á. Các bạn điền vô xong các bạn bấm xác nhận ha, thì các bạn sẽ như thế nào? Thì các bạn sẽ là người thứ hai chẳng hạn, người thứ ba, thứ tư, thứ năm, được chưa? Thì các bạn thấy video này các bạn lập tức hãy điền vô đâu. Vô đi ăn, điền vô đi. Điền vô rồi sau đó mình sẽ bấm cái chữ hoán đổi ở trên nè. Mình bấm cái chữ hoán đổi ở trên thì các bạn sẽ được nhận cái số băm theo tương ứng nha. Nó sẽ liệt cái số băm ở đây các bạn, cho nên là các bạn yên tâm. Đó, nó rất là ngon. Và các bạn hãy làm như vậy để các bạn được nhận nhiều hơn nữa cái số băm cá nhân này, số băm của tôi này, để các bạn tăng tốc độ đào, các bạn kiếm nhiều co hơn nha. Đó, thì ở đây mình có 3 cái thẻ băm ha, mình đều bấm đề nghị hết, 5 người hết ha, 5 người hết. Đó, và mình để 3 cái thẻ băm này ở dưới đó, dưới bình luận đầu tiên. Thậm chí là không phải ba thẻ băm đâu các bạn, mình có rất là nhiều. Và mình sẽ để ở dưới bình luận đầu tiên. Các bạn tranh thủ nha, bởi vì sao? Bởi vì có nhiều bạn bình luận vào là điền vào không được. Lý do là các bạn điền chậm hơn, cho nên là người ta điền trước rồi, người ta lấy cái mã rồi, các bạn không lấy được nữa. Cho nên là các bạn thấy video này lập tức các bạn mở cái thẻ băm đó, các bạn điền liền ha. Chứ mà người khác thấy là người ta điền vô là các bạn xong luôn, các bạn không có. Đó, cho nên là cần phải nhanh nha, nhanh chóng. Rồi, cái đó là thẻ băm ha. Tiếp theo là cái thẻ gì các bạn? Đó chính là cái thẻ tặng. Cái thẻ tặng này á thì các bạn mà có cái nút là sử dụng thẻ tặng các bạn ở đây nè nha, thì các bạn hãy bấm vào cái nút đó. Nếu như các bạn mới đăng ký cái tài khoản Core và các bạn chưa sử dụng cái nút đó thì các bạn hãy chép cái mã này. Cái mã này mình cũng để trong mô tả video hoặc bình luận đầu tiên. Mình sẽ để là thẻ tặng 30.000k. Đó, thì các bạn sẽ điền một cái vô là các bạn sẽ được nhận 30.000 băm. Và lập tức các bạn tăng rất là nhiều lên cái lượt đào co nhanh hơn các bạn. Nhanh hơn rất nhiều nha. Đó, thì mình sẽ chép hết rất cái mã này nhiều ha. Mình sẽ chép những cái mã này mình để dưới mô tả video á, nhiều lắm các bạn, mười mấy hai chục cái luôn. Cho nên là các bạn hãy tranh thủ nhận nha. Các bạn không nhận các bạn đào co chậm lắm. Bởi vì một co, nếu mà các bạn đào solo cực kỳ lâu các bạn, lâu lắm đó, bởi vì các bạn chỉ có cái này thôi mà không có cái phần đóng góp của phần rep, cho nên là các bạn đào lâu ha.
Rồi thì các bạn nào có rep cũng được nha, các bạn nào có rep các bạn cũng nên trao đổi cái thẻ băm này ở dưới bình luận video để cho nhiều người sử dụng nha. Bởi vì cái thẻ băm này với lại cái thẻ tặng này á, mỗi ngày nó đều tặng các bạn, cho nên là mỗi ngày các bạn vô đều có à, rất là tuyệt vời nha. Rồi cái phần khai thác nữa thì mình nhắc lại nè, cái phần khai thác này các bạn mỗi ngày các bạn nên bấm 1 đến 2 lần các bạn. Khi nào nó hiện cái chữ là hãy nhận thẻ băm ngay thì các bạn bấm nhận. Còn bây giờ chúng ta không nên bấm. Bởi vì sao các bạn? Bởi vì nó cho các bạn đào có 150 lốc thôi các bạn, mà các bạn bấm nhiều lần trong ngày là bấm một lần là các bạn mất một lốc đó. Đó cho nên là các bạn đừng có bấm nhiều. Bạn bấm ít thôi. Hàng ngày 2 lần đi. Ha, ngày 2 lần, 3 lần là được rồi, đừng có bấm nhiều. Để chúng ta nhận cái số băm này nha. Đặc biệt các bạn phải nhận lấy co nha. Các bạn mỗi ngày các bạn phải bấm lấy co. Nhưng bấm 2 đến 3 lần thôi, đừng có bấm nhiều quá. Được chưa? Thì khi các bạn bấm nhận lấy co thì cái số co của bạn nó sẽ chuyển lên đây nè. Được chưa? Chuyển lên đây. Đó. Rồi nếu mà có rep mỗi ngày các bạn nhớ lấy BTC, nó cho. Nó cho BTC là ở đâu các bạn? Các bạn bấm vào mỏ đào nè. Đó, rồi các bạn cứ bấm tiếp theo ha. Bấm tiếp theo đi, nào nó hiện ra BTC các bạn bấm lấy. Còn nếu nó không hiện này, đó nè, đã hiện ra BTC. Nếu như các bạn có rep nha, nhớ là có rep thì phải vô lấy cái này. Đó. Đó. Được chưa? Được chưa? Đó, có khi nào nó có lấy nó nhiều đó các bạn. Như ở đây là mình lấy từ sáng giờ rồi. Rồi, được chưa? Đến khi hết 31 trang thì nó không còn nữa đâu. Rồi thì cái đó nó hiện ở đâu? Cái BTC nó hiện ở đây nè các bạn nè. Hoặc là các bạn đi vào của tôi nè nha. Các bạn cũng sẽ thấy nè, các bạn bấm một quỹ của tôi nè. Đó, các bạn sẽ thấy. Đó, ở đây số co của mình là 23 co nè. Đó, còn số BTC là 0.0013 nè ha. Được 24.62 đô nè. Bởi vì lý do là nó thuộc giá nè các bạn. Nè, thị trường nè, đỏ ngầu luôn nè. Ha, nó đỏ quét luôn cho nên nó thuộc giá đó các bạn. Đó. Thì như vậy thôi. Rồi còn một cách tăng băm nữa mà mình cũng đã làm video lúc trước là các bạn đi vào cái chữ sách trắng nè. Đó, cho bạn kéo xuống. Các bạn sẽ thấy một cái dòng. Không biết là còn hay không nè, cái dòng này các bạn. Bấm riết vô các bạn sẽ được tặng cái trứng phục sinh. Còn mình thì mình lấy rồi không biết còn nữa hay không. Hết rồi các bạn. Mình lấy rồi cho nên là không thấy nó hiện ra nữa. Còn các bạn chưa thấy các bạn bấm liên tục vô đây nha. Bấm liên tục vô đây biết đâu nó hiện ra cái nút phục sinh. Các bạn được nhận rất là nhiều băm các bạn. Nó tăng tốc độ đào nhanh lắm. Mình chắc hết rồi. Không thấy nó hiện gì hết. Có lần rồi các bạn, được nhận một lần thì phải. Mình bấm hoài không thấy gì hết. Đó, các bạn cứ bấm đây nè. Bấm đến khi nào nó hiện ra thì thôi, còn nếu không hiện thì thôi nha. Ai chưa làm thì nó sẽ hiện ra, còn ai mà đã nhận rồi thì mình nghĩ nó không hiện ra đâu. Bấm nãy giờ không hiện ra nè. Đó. Ha. Đó là những cách cái tăng cái số băm lên để các bạn tăng co. Đúng rồi. Và hoặc là các bạn đi tuyển rep nha. Tuyển rep thì các bạn bấm vào cái chữ tuyển rep ở trên nè. Đó, các bạn bấm vô. Rồi các bạn sẽ copy cái đường link này, các bạn đi rải trên các mạng xã hội nha. Và mình nhắc các bạn nè, nếu như các bạn nào mà đăng ký không qua mã giới thiệu thì các bạn không có đào được đâu. Cái này á, là có nhiều người hỏi mình rồi. Là các bạn thấy các bạn không có thích đăng ký qua người khác, các bạn thích đào một mình. À, nhưng mà các bạn cũng không muốn ai được hưởng gì hết, cho nên là các bạn đăng ký một mình. Thì các bạn đăng ký một mình thì bạn cũng chẳng được hưởng gì đâu, bởi vì bạn không bao giờ đào được. À, mà các bạn phải đăng ký qua mã giới thiệu. Mà mã giới thiệu này nó không có sử dụng mã giới thiệu mà nó sử dụng đường link, cho nên là các bạn bắt buộc phải bấm vào đường link thì mới được sử dụng nha. Đó là cái cách trên co nó như vậy. Rồi chỉ còn 76 ngày nữa thôi là kết thúc co rồi. Và chúng ta cần phải đào nhanh để chúng ta tích trữ được bao nhiêu co càng nhiều càng tốt ha. Ít cũng được, còn hơn không có. Rồi thì mình sẽ tặng các thẻ băm và thẻ tặng ở dưới bình luận đầu tiên của video hoặc là trong mô tả video nha. Các bạn hãy lấy và sử dụng ngay lập tức nha, để người khác sử dụng rồi là các bạn không sử dụng đấy. Thì các bạn không được tăng số băm thì rất là ổn. Rồi xin chào và các bạn, hẹn các bạn lại video sau. Còn bạn nào chưa đăng ký co thì hãy vào mô tả video đăng ký đi các bạn. Cái đường link của mình cũng ở trong mô tả video hoặc bình luận đầu tiên, cũng có video hướng dẫn rồi, các bạn làm theo là được.
Và nhớ đăng ký kênh YouTube của mình các bạn nhé. Sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả, để khi mình có thông tin mới mình cập nhật thì các bạn kịp thời theo dõi. Rồi xin chào và hẹn các bạn lại video sau.